Xin chào tất cả quý vị, xin chào tất cả các bác. Hôm nay thì Hải Sơn sẽ thay mặt cho Thiên Thảo Audio giới thiệu cho các bác về thương hiệu âm thanh Furutech. Đây là một thương hiệu chuyên sản xuất các linh phụ kiện dành cho audio ở đẳng cấp hai n và là một trong thương hiệu nổi tiếng nhất của Nhật Bản. Họ thành lập vào năm 1988 và đến nay thì họ đã phát triển được rất nhiều công nghệ độc quyền và càng ngày càng tạo ra những sản phẩm mà rất là quen thuộc đối với các audiophile. Có lẽ sẽ không khó có thể bắt gặp những sản phẩm phụ kiện của Furutech Ở trong những cái triển lãm AV show, những triển lãm high end show Cũng như ở nhà của các Audio File Và có mức độ mà chơi audiophile rất là cao Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một số những cái line sản phẩm Về Furutech đang có tại Thiên Hào Audio Và Thiên Hà Audio cũng là đại lý chính thức của Furutech tại Việt Nam Cho nên các bác mua hàng thương hiệu Furutech ở Thiên Hà Audio thì cực kỳ yên tâm 100% là hàng xịn, hàng chất lượng thì Hải Sơn sẽ giới thiệu qua một số các chủng loại ờ, Vào cái thập niên 80-90 thì có lẽ là cái phần chơi audio là chúng ta ít để ý tới phụ kiện Nhưng mà nay đến thập niên 2000 và nhất là cách đây khoảng tầm 15 năm đổi lại đây Thì Hải Sơn thấy rằng là các audio file đã chăm chút cho bộ dàn âm thanh của mình rất nhiều với những phụ kiện Và với những phụ kiện tuy nhỏ nhưng mà nếu chúng ta có thể dùng một cách hợp lý và đúng chỗ thì có thể tạo ra những cái bất ngờ lớn về âm thanh đó là những cái cách cải thiện cho bộ dàn âm thanh của mình, mà đôi khi chi phí cũng không quá nhiều nếu chúng ta có thể lựa chọn đúng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một trong những cái thứ rất quan trọng, nó là đầu nguồn mà có thể các audiophile đôi khi vẫn chưa để ý lắm và có thể bỏ qua, đó chính là phần ổ cắm điện. Trong giới chơi âm thanh thì Hải Sơn thấy có câu là nhất điện nhì phòng tam kê tứ kệ theo hải sơn nghĩ rằng là câu đó có ý nghĩa là chúng ta khi mà khởi đầu của một bộ dàn âm thanh thì chúng ta cần phải để ý về vấn đề điện đấy và điện thì điện để sử dụng sinh hoạt nó khác với điện thực sự là để cho chúng ta có thể thưởng thức âm thanh hai n điện dành để cho nghe nhạc âm thanh hai fi hai n thì cần phải có một cái nguồn điện chất lượng cao và có được một cái độ sạch cũng như là phải được lọc nhiễu và những cái linh kiện truyền tải thì ít nhiều nó sẽ làm cho chúng ta bị ảnh hưởng bị nhiễu này hoặc là bị rơi rớt mất cái chất lượng âm thanh thì trong đó chúng ta cần phải để ý đây là cái nhân ổ cắm điện này Chúng ta sẽ làm một cái bộ ổ cắm điện tổng ở tường của chúng ta Có thể là chạy một cái đường dây điện riêng từ công tơ điện xuống Và phải có những cái bộ chất lượng cao như thế này Đây là những cái nhân ổ cắm điện từ phía bên trái sang bên phải là nó sẽ đắt dần của hãng Furutech Ví dụ như một cái nhân ổ cắm điện này có giá là 1 ,2 triệu hai này Tiếp tục Đây là một cái nhân chất lượng tốt hơn Đấy. Rồi, và cái nhân này thì có giá là 1 triệu 900 ngàn đồng này Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với cả cái bộ nhân cao cấp hơn nữa Đây là cao cấp nhất, có giá là 4,5 triệu Rồi, nhưng mà để có thể cấu thành nên một cái bộ đầy đủ thì chúng ta cần phải có những cái mặt này Mặt này Đây, đây là mặt ổ cắm điện này đây. Rồi chúng ta cần phải có những cái bộ xương này Đấy, bộ xương này tổng cộng khoảng tầm 8,5 triệu cho một bộ cao cấp như thế này Và sau đó thì chúng ta sẽ cắm ra những cái ổ nguồn như là ổ nguồn tổng này Đây là cái ổ nguồn tổng chất lượng cao Đấy, Cái bộ nguồn tổng này có tên mã là GTOD2 Nó có giá là 21 triệu Đây là bộ nguồn tổng À, từ sau đó chúng ta sẽ cắm ra những cái ổ cắm lọc nguồn ví dụ đây là một cái ổ cắm lọc nguồn có giá khoảng 14 triệu này Fulltech ETP 80S đây có giá là 14 triệu chúng ta sẽ có những cái ổ đã được hãng thiết kế riêng để cho cắm power power thì chúng ta sẽ cắm một phần non filter nhé à, và những cái thiết bị như là đầu địa kỹ thuật số để mâm điện than chẳng hạn chúng ta sẽ cắm vào cái đường này đường có lọc còn đây là cái phiên bản NSF, là phiên bản cao cấp nhất đây, có giá khoảng 17 triệu đây, rất là chất lượng đây là ổ cắm lọc nguồn rồi tiếp theo là hãng Tech thì có vô vàn các loại phụ kiện ví dụ như chúng ta có thể thấy rằng là không thể thiếu những cái đầu rắc đây là những cái cốt này với những cái bộ kìm chuyên dụng thì nếu như các bác mà lo ngại vấn đề là không biết cách đấu nối hay là làm một cái bộ ổ cắm điện ra sao thì hãy để nhân viên của Thiên Nào điêu kỹ thuật viên của Thiên Nào điêu giúp đỡ các bác có thể là sẽ làm hoàn thiện cho các bác rồi các bác chỉ về là bắt vào trong tường thôi ở đây còn có rất là nhiều các bộ phụ kiện dành cho dây loa, dây tín hiệu. Ví dụ đây là những cái càng càng cua này, rồi có những cái bộ như là rắc bắp chuối này, rồi. rồi có những cái bộ như là đầu rắc RCA để chúng ta có thể độ, chúng ta có thể tự mua và độ chế cho những cái bộ dây của mình. Rồi còn đây là những cái bộ fix cắm điện này. Những cái sản phẩm mà có chữ NSF là sản phẩm ở đẳng cấp cao nhất của họ. NSF viết tắt ra là có nghĩa là Uh, nano Creston Formula, tức là đây là công thức uh, tinh thể nano. Đấy họ có những cái công nghệ độc quyền mà từ đó có thể cải thiện âm thanh rất là lớn. Cái uh, fix này là cái fix để cho chúng ta cắm vào ổ cắm điện nhé, ổ cắm điện hoặc ổ cắm tường nhé. Còn đây là cái fix để cho chúng ta cắm vào đằng sau máy này. Đây là cái uh, cái fix dạng z 20 a này, cái này đầu 15A này. Đấy có rất nhiều các mặt ổ cắm điện khác nhau này. Đấy, rồi những bộ xương khác nhau này có nhiều mức giá khác nhau để lựa chọn vô vàn các chủng loại thiết bị đây những cái bộ rắc bắp chuối cực kỳ xị đấy cực kỳ xị rồi càng cua bắp chuối có đủ hết rồi cả những cái đầu cắm như là đầu cái đây là đầu đầu ba lăng này chẳng hạn này để chúng ta cắm vào vào máy này đấy rồi còn có những cái chủng loại với những cái giá cả vừa phải hơn ngoài ra hãng Fulltech họ còn là om cho các nhà sản xuất khác tức là họ cung cấp những cái đầu phích cắm này cho rất nhiều các hãng dây khác để về họ làm thành bộ dây hoàn chỉnh của họ Đấy, rất nhiều các chủng loại chúng ta còn có cả những cái thứ để giúp ích cho cái việc mà hàn dây này đây là những cái cuộn thiếc chất lượng cao này Đấy, của hãng Fulltech này Đấy, rồi là một số bộ sản phẩm rất là lạ này có những cái thứ rất là lạ ví dụ như ở đây là cái này gọi là cái D-START cái này là cái khử từ Đấy có giá khoảng 6 triệu 8 một chiếc này Để chúng ta khử những cái từ nhiễu Có trên đĩa CD này Rồi là đĩa than này Đây, Rất nhiều các sản phẩm à, Ngoài ra thì họ còn cung cấp cho chúng ta Một cơ số những cái sản phẩm liên quan đến dây dẫn Cáp tín hiệu Ví dụ ở đây là những cái bộ dây Có giá khoảng 2 triệu 2 Một bộ dây tín hiệu bông sen bình thường này bộ này thì là Alpha Line 2 cao cấp hơn một chút có giá 2 triệu 7 tức là ngay cả chúng ta sử dụng những bộ dàn âm thanh Hi-Fi thì cũng có thể lựa chọn các sản phẩm của Fulltech họ có rất nhiều các line sản phẩm từ mức giá dễ tiếp cận bình dân cho tới những cái mức giá cao cấp hơn ở phân hạng 2N và chúng ta cũng có thể mua về để thay đổi để kiểm kiểm chứng cái chất lượng âm thanh của họ rồi chúng ta sẽ tiếp tục với một số sản phẩm ở cái ngăn dưới này đấy ngăn dưới này thì chúng ta sẽ có được vẫn là tiếp tục các cái đầu rắc cắm này chổi ví dụ đây là cái chổi quét chổi quét bụi chống nhiễm từ để dùng cho quét mặt địa than quét bụi ở trên mặt địa than một số sản phẩm dây của họ có những cái sản phẩm không hề đắt nhưng được làm cực kỳ chỉn chu và từ đó cũng có thể cải thiện chất lượng thanh cho hệ thống rồi là dây nguồn này chúng ta không thể bỏ qua dây nguồn rồi với um, giá của một cái chiếc dây nguồn này là khoảng 3 triệu rưỡi này thì sơn thấy là giá cả rất là cạnh tranh so với rất nhiều các thương hiệu khác và uh, chúng ta khi đi mua những cái thiết bị âm thanh uh, âm ly chẳng hạn hay đầu đĩa thường thì nhà sản xuất sẽ kèm cho chúng ta một cái dây nguồn nhưng mà cái dây nguồn đấy nó chỉ để chúng ta cắm lên điện thôi uh, tất nhiên là chúng ta cũng thể sử dụng sợi dây đó nghe được nhưng mà nếu chúng ta muốn cải thiện âm thanh cho hệ thống thì hãy nâng cấp ngay dây nguồn thay thế bằng những cái sợi dây nguồn đi từ những cái line căn bản này có mức giá khoảng một vài triệu một sợi cho tới dần dần ở trong quá trình chơi chúng ta sẽ trải nghiệm thêm những sản phẩm cao cấp hơn rồi và hãng cung cấp cho chúng ta những cái giải pháp ví dụ như dây nguồn thì là hãng đã làm sẵn còn có những cái dây nguồn bán theo cuộn theo mét này ví dụ như đây chính là cái cái dây nguồn vừa rồi nhưng mà là được bán theo 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 mét ở đây là cái mã của nó là FP314AG Cái dòng này thì giá rất là vừa phải và đây là những cái sản phẩm cao hơn này. Với những cái bộ dây nguồn này thì các bác có thể làm thành một cái đường dây điện riêng ở trong tường, tức là chúng ta tách biệt cái phần âm thanh audio với âm thanh của cái điện sử dụng bình thường. Đấy, bằng những cái hệ thống chất lượng cao. Như thế này, đây là những cái dây nguồn này, chúng ta hoàn toàn có thể mua dây nguồn cuộn này sau đó là chọn những cái phích cắm vào máy và phích cắm vào 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 cái cái ổ cắm điện của chúng ta cho nó phù hợp. Đấy hoàn toàn có thể lựa chọn để tạo ra được một cái sản phẩm đúng theo cái mong muốn ở đây thì hãng có đưa chúng ta những cái like sản phẩm này đấy theo giá từ thấp này xong rồi lên đến cao dần đấy mọi người nhìn còn đây là một số cái dây loa đấy. dây loa ví dụ đây là dây loa cuộn nhé dây loa cuộn này có giá ví dụ riêng cái 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 dòng này đấy, cái dòng này dòng dẹt này thì có giá khoảng 125 000 một mét thực tế nếu tính ra thì dây cuộn đây là dây cuộn có chất lượng rất là tốt rồi nếu như mà các bác mà chơi những bộ dàn âm thanh karaoke hay là karaoke biểu diễn chuyên nghiệp mà hơi đắt đắt một chút thì cũng có thể cân nhắc và chạy chạy cái dây fulltech này chất lượng là quá tốt luôn còn tiếp theo lên một thêm một cái cấp nữa cái dòng này thì chúng ta sẽ có khoảng là 200 nghìn một mét đây là cái dòng cũng là full tech nhưng mà nó cao cấp hơn mã đó là FS301 đấy rất là nhiều các sản phẩm ở đây thì À, họ cũng có những cái catalog để cho chúng ta tham khảo Ngoài ra còn rất là nhiều sản phẩm rất là độc đáo, rất là dị Ví dụ như có những cái sản phẩm ở đây chẳng hạn Đây, đây là những cái phần kẹp dây Tức là để chúng ta nâng đỡ dây Chúng ta không để những cái dây nó chạm xuống dưới đất Đấy, tránh bị nhiễu giữa các cái dây với nhau Đấy là những cái bộ kẹp dây, đỡ dây Đấy, rất nhiều các sản phẩm Thì nếu các bác có cái thắc mắc gì Thì hãy để lại ở phần bình luận bên dưới video còn nếu muốn mua các sản phẩm tốt nhất của Fulltech với mức giá tốt nhất thì hãy liên hệ số hotline của Thiên Audio số 5 ngõ 198 phố Thái Hà. Xin chào và hẹn gặp lại.